Xin chào tất cả các em. Ở bài học hôm nay thì chúng ta sẽ đi nốt các bài tập còn lại từ bài 6 đến bài 8 của ôn tập phần hình học cuối học kỳ 1 của môn toán lớp 6 nhé. Bài số 6 ở đây đó là cho đoạn thẳng AB dài bằng 6 cm. Như vậy trước tiên kem vẽ cho cô một đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB, tức là trên cái này, đây, trên tia AB tức là chúng ta kéo dài về phía B. Kem lấy điểm M sao cho AM bằng 3, tức là đoạn này bằng 3. Từ đây đến đây này thì bằng 6 này, từ đây đến đây bằng 3. Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B hay không? Vì sao? Vậy chúng ta có này, M này thì thuộc tia AB, đúng không ạ? Theo bài ra M thuộc tia AB, mà ta lại có là gì? Ta lại có AM này, thì lại nhỏ hơn AB, vì 3 cm thì nhỏ hơn 6 cm, nên suy ra M sẽ nằm giữa A và B. Vậy câu A, vì M thuộc tia AB mà ta lại có là AM lại nhỏ hơn AB, cụ thể đó là 3 cm thì nhỏ hơn 6 cm. M thuộc tia AB mà AM nhỏ hơn AB nên M nằm giữa A và B. Vậy là M nằm giữa gì? M nằm giữa A và B. Vậy câu A là chúng ta sẽ trả lời là M nằm giữa A và B, và chúng ta đã giải thích ở đây rồi. Sang câu B, so sánh AM, so sánh cái đoạn AM và đoạn MB. Như vậy, vì cái điểm M nằm giữa hai điểm A và B đây này, nên chúng ta sẽ có cái đoạn AM này cộng với đoạn MB thì sẽ bằng đoạn AB, đúng không ạ? Đoạn AM thì để người ta để cho là bằng 3 rồi, đoạn AB thì người ta cho bằng 6 rồi. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được MB. Suy ra được MB thì chúng ta sẽ tính ra MB bằng 3. Và MB bằng 3 thì chứng tỏ là AM bằng MB cũng bằng 3 cm. Câu B, câu B là vì M nằm giữa A và B theo câu A đây này. Vì M nằm giữa A và B nên ta lại có cái biểu thức đó là AM này cộng với đoạn MB này thì bằng AB. Từ đây các em sẽ suy ra được cái đoạn MB thì sẽ bằng đoạn AB trừ đi đoạn AM. Như vậy MB, AB đề bài cho bằng 6, AM đề bài cho bằng 3. Như vậy MB cũng sẽ bằng 3 cm. MB bằng 3 cm mà AM cũng bằng 3 cm theo đề bài. Vậy ta sẽ có là đoạn AM sẽ bằng đoạn MB cùng bằng 3 cm. Như thế là chúng ta đã đi xong được câu A và câu B. Sang câu C, M có là trung điểm của AB không? Vậy muốn là trung điểm thì nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nằm giữa, điều kiện thứ hai là chia thành hai khoảng bằng nhau, đúng không ạ? Vậy vì điểm M nằm giữa A và B theo câu A, mặt khác ta lại có là AM lại bằng MB theo câu B. Như vậy
thì chúng ta sẽ suy ra được chính là M chính là trung điểm của AB. Bạn nào cần thì hãy dừng video bài giảng nhé để cô chuyển sang câu C. V này, M nằm giữa A và B. Cái này là theo câu A. Và cái AM lại bằng MB, cùng bằng 3 cm, theo câu B. Như vậy nó thỏa mãn hai điều kiện, đúng không ạ? Thứ nhất là nằm giữa, và thứ hai là nó chia cái đoạn thẳng đã cho thành hai đoạn bằng nhau. Vậy M chính là trung điểm của AB. Như thế chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập số 6. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 7. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô nhé. Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm, vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB. Như vậy, bài 7 này. Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. Vậy các em vẽ cho cô một đoạn thẳng AB bằng 7 cm. Đây là đoạn thẳng AB bằng 7 cm. Tiếp theo, đây, sau khi vẽ đoạn thẳng AB bằng 7 cm này, vậy trên tia AB, trên cái tia AB này, đây trên tia AB, các em có thể kéo dài ra. Đấy, như vậy đây là đoạn thẳng AB nhá, dài 7 cm. Trên tia AB tức là trên cái tia từ đây đây, cái dài này. Các em lấy cho cô một điểm Y hoặc lấy cho cô một điểm M. Sao cho gì? Sao cho là gì? AM bằng 3,5 cm. Trung điểm tức là nó sẽ chia cái đoạn này này thành hai phần bằng nhau, đúng không ạ? Mà cái này là bằng 7, như vậy chia thành hai phần bằng nhau, mỗi đoạn sẽ bằng 3,5. Vậy cách vẽ này, em vẽ cho cô đoạn AB bằng 7 cm. Trên tia AB kem lấy đây, trên tia AB tức là trên từ A này kéo dài về phía B, kem lấy điểm M. Sao cho cái đoạn AM bằng 3,5 cm. Như vậy thì M sẽ là trung điểm của đoạn AB. Vì sao nó lại trung điểm? Bởi vì này, AM này, M nó nằm trên tia AB, mà AM nhỏ hơn tia AB, bởi vì là AM nhỏ hơn đoạn AB, bởi vì đoạn này từ đây đến đây là 3,5, cái này thì lên đây là 7, nên suy ra M nằm giữa, đúng không ạ? M nằm giữa, mà cái đoạn AM này này nó lại bằng một nửa của cái đoạn AB, vậy suy ra M chính là trung điểm. Đấy, vậy thì ở đây
Từ đây các em sẽ suy ra được M. Chúng ta không cần phải chứng minh đâu đấy. Đấy là cô vừa nói thôi, còn chúng ta chỉ việc vẽ thôi. Vậy suy ra M là cô vừa chứng minh cho các em vì sao lại M lại trung điểm. Còn trong bài các em không cần phải chứng minh đâu. M chính là trung điểm của AB. Và cái phần chứng minh này thì nó giống, nếu như mà chứng minh thì nó sẽ giống chứng minh giống bài 6. Bởi vì M nằm trên tia AB mà AM nhỏ hơn AB. À, vì là 3,5 nhỏ hơn 7 nên là M nằm giữa, đúng không ạ? Mà cái đoạn này bằng 3,5 này thì em cũng tính ra đoạn này bằng 3,5. Như vậy vừa nằm giữa mà chia thành hai phần bằng nhau thì chắc chắn M là trung điểm. Đấy là chúng ta suy luận để xem thì cách làm ta đúng hay không. Còn cái phần vẽ hình chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi. Tiếp theo, cô và em sẽ sang bài tập cuối cùng là bài tập số 8. Bạn nào cần thì hãy dừng video nhỏ của cô ở đây một chút nhé. Vẽ hai đường thẳng XY và ZT cắt nhau tại O. Các em vẽ cho cô hai đường thẳng XY, ZT cắt nhau tại O. XY ZT cắt nhau tại O. Trên tia lấy điểm A trên tia OX, B trên tia OT, C trên tia OD, OI, D rồi OZ. Sao cho OA bằng OC bằng 3 cm. Như vậy đầu tiên lấy điểm A trước. A thuộc tia OX. Đâu là OX? Đây, O này, X này. Như vậy A thuộc OX đúng không? A này thuộc OX, tức là A nó nằm trên đường này. Sao cho cái đoạn OA này bằng 3 cm. Như vậy OA bằng 3 cm, các em dùng thước các em đo. Như vậy đây sẽ là A. Người ta viết như thế này các em sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng các em sẽ tách ra, đọc đề em tách ra. Lấy điểm A thuộc OX đã này. Rồi, OA bằng 3 cm này. Như vậy đây là 3 cm. Được chưa? B thuộc tia OT. OT nằm đâu? Đây. OT nó nằm đây. B thuộc tia OT tức là thuộc đây. Sao cho OT này này. B thuộc tia OT nhá. B thuộc tia OT tức là nằm đoạn này. OB bằng 2 cm. Như vậy B nó phải nằm trên đoạn này mà OB bằng 2. Như vậy cái đoạn này bằng 2. Rồi C đây, C thuộc OI. Như vậy C nó sẽ nằm trên đây, trên đường từ đây đây. Sao cho này OC bằng 3. OC bằng 3 các em đọc đây này. Như vậy đây là OC. Đấy, cuối cùng chúng ta cần xác định thêm điểm D thôi. Đúng không? D thuộc tia OZ. Đây. D thuộc tia OZ tức là D nó phải nằm trên đoạn này. Sao cho OD bằng 2OB. Như vậy OD này bằng 2 lần OB. Mà OB bằng bao nhiêu? OB bằng 2 cm đây này. OB bằng 2 cm. Như vậy OD sẽ bằng 2 kem nhân 2, tức là sẽ bằng 4 cm. Ở chương trình lớp 6 dấu nhân thì được viết bằng dấu chấm, đúng không ạ? Như vậy OB của ta bằng 4 cm. Như vậy thêm sẽ vẽ OD bằng 4. Vậy cách vẽ thì các em sẽ vẽ hai cái đường thẳng XY và ZT cắt nhau tại O. Đây.
vẽ hai đường thẳng XY và ZT cắt nhau tại ô. Vẽ hai đường thẳng XY và ZT cắt nhau tại ô. Tiếp theo, trên tia OX các em lấy điểm A. Sao cho OA bằng 3 cm. Trên tia OI trên tia OT lấy điểm B. Trên tia OT kem lấy điểm B. Sao cho OB bằng 2 cm. Tiếp theo, trên tia OI kem lấy điểm C, sao cho OC bằng 3 cm. Cuối cùng, đó là trên tia OZ lấy điểm D. Trên tia OZ lấy điểm D. Trên tia OZ lấy điểm D, sao cho OD bằng 4 cm. Như vậy là người ta đã nêu xong được cái cách vẽ hình. Trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở phần ôn tập phần học hình, phần hình học ở chương trình cuối học kỳ 1 của môn hình học lớp 6. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Đấy, để chuẩn bị cho học kỳ 2 thì các em hãy nhanh tay đăng ký cái khóa học online nhé. Mức học phí cho một học kỳ chỉ 200.000 đồng thôi, các em có thể có đầy đủ các cái bài giảng trong sách giáo khoa, các bài giảng trong sách bài tập cũng như các cái câu hỏi ôn tập kiểm tra các em nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các bài học tiếp theo.